Hello mọi người đã đến với kênh Niệm Đặt Cuộc Sống. Hôm nay mình xin chia sẻ cách đi rừng cũng như bui đồ cho xạ thủ Pro Day. Sở dĩ mình làm clip này vì mình thấy chơi xạ thủ Pro Day này rất là hay nha. Sử dụng nó đi rừng hay đi lan gì cũng rất tốt. Còn bản ngọc thì xài loại nào cũng được, miễn là đừng sử dụng bản ngọc dành cho pháp sư. Và tùy theo từng trận đấu mà mình sử dụng các bản ngọc khác nhau cho hero này. Ví dụ như trong team mà thiếu sát thủ thì ta có thể dùng bản ngọc sát thủ và bui đồ theo sát thủ. Hoặc trong team thiếu đấu sĩ thì mình sẽ dùng bản ngọc đấu sĩ và bui đồ đấu sĩ cho nó. Và khi bui đồ đấu sĩ cho nó thì tướng này nó cũng rất là trâu, có thể chịu đựng được khá lâu ở trong một trận combat. Với con hero này, nếu mà mình mà bui xạ thủ với sát thủ á, thì sát thương mình thấy nó cũng gây rất là cao nha. Nó gây từ 2k đến 2k rưỡi máu, nên bắn cỡ 2-3 phát là tiêu đối thủ nha. Nhưng bản thân mình là thích ngọc bui theo kiểu ngọc đấu sĩ hơn ha. Tại vì nó chống chịu, nó combat là rất lâu nên đánh cũng sướng. Bị bắt lẻ cũng không có sợ nữa, chạy máu trâu chạy cũng lẹ. Bây giờ thì mình mời mọi người xem tiếp coi có phải như mình nói không nhé.
words this girl is trying to get me to believe. Music was loud and she decided that she'd rather be. She'll take her time, and that she'll lead the way.